Món ăn tiếp theo mà Thiên Đường ẩm thực muốn giới thiệu đến bạn là xôi bắp hạt sen ăn cùng gà hấp mắm nhỉ. Mới nghe tên đây thôi đã thấy hấp dẫn rồi nhé. Bắt tay vào chế biến ngay thôi nào. Đầu tiên, cần luộc hạt sen và bắp. Hạt sen với bắp đã chín thì đem đi trộn đều với nếp đã được ngâm 8 tiếng, rồi hấp trong 30 phút. Nước hấp gà chính là bí quyết giúp món ăn được đậm đà hương vị. Thắng đường cho đến khi đường chuyển thành dạng lỏng và có màu nâu. Tiếp đến, cho vào nước mắm nhỉ, hành, tỏi, tiêu sọ và ớt. Rưới đều mắm lên thân gà rồi đem đi hấp. Wow, bạn đã hoàn thành món xôi bắp hạt sen cùng gà hấp mắm nhỉ rồi đó. Bắp có vị ngọt dịu, lẫn trong hạt sen và gạo nếp, tạo nên mùi hương cực kỳ quyến rũ. Chỉ mới ngửi mùi thôi mà đã thấy ngất ngay rồi. Giá gà được phủ bởi một lớp màu vàng ươm của mắm nhỉ, nhìn hấp dẫn làm sao. Xôi vừa bùi, vừa béo lại thơm, ăn cùng với thịt gà dai, đậm vị mắm nhỉ. Cứ một miếng gà, rồi một miếng xôi, hết khi nào không hay đó nha.